Xin chào quý vị và các bạn, mình là MC Sở Nguyên. Hôm nay chúng ta đến với phần tiếp theo của series Nhân Chứng Sống, với câu chuyện đầu tiên tiếp tục là một câu chuyện của chú người kể chuyện. Câu chuyện này thì xảy ra ở Trung Quốc. Hôm đó tôi gặp anh em nói chuyện cũ với nhau, lan man vô tình một người bạn của tôi có nhắc tới giáo sư Mã, là một người bạn cũ của chúng tôi, với những câu chuyện mà anh đã kể. Anh Mã thì là giáo sư chuyên nghiên cứu về lĩnh vực tâm lý tội phạm. Những câu chuyện của anh kể về những tên tội phạm giết người hàng loạt, ăn thịt người, giết tới hơn 50 người và còn lọc thịt đem bán, nói dối là thịt đà điểu. Đấy chính là tử tội Trương Vĩnh Minh đã bị tử hình năm 2013, Dương Tân Hải, Đường Diệm Bình, Lý Cương hay Hoàng Hồng. Thế nhưng tôi thích những câu chuyện có màu sắc tâm linh qua nghiên cứu nghiêm túc, chứ không phải chỉ là sự thêu dệt đồn thổi. Mã giáo sư đã giới thiệu cho tôi một người bạn. Anh bạn này tên là Tô, làm việc ở Bạch Thành nhưng gia đình ở Tùng Nguyên, nơi giáp với Cáp Nhị Thân. Trước đây họ Tô từng công tác trong ngành cảnh sát, nhưng sau đó vì nhiều biến cố anh đã chuyển ngành, giờ làm công tác bảo tồn. Câu chuyện này xảy ra ngay trong chính gia đình nhà anh Tô, nên tôn trọng anh, tôi sẽ không nói ra địa chỉ cụ thể. Nhà họ Tô có tới 3-4 đời làm trong ngành cảnh sát. Hiện anh đã bỏ nghề nhưng còn một người cháu vẫn đang công tác. Chúng tôi đã uống rượu chuông, một loại rượu của quê anh, và ăn thịt ngỗng, cũng là một món ăn đặc sản ở quê hương anh. Họ Tô đã tâm sự rất thật về câu chuyện của gia đình anh với tôi. Ông của anh là Hồng Vệ Binh, tới cha anh theo ngành công an. Vào những năm thập niên 70 thì cha anh có tham gia điều tra một vụ án mạng. Trong quá trình làm việc có oan sai, dẫn tới người bị tình nghi tự vẫn bằng cách treo cổ, và người cha người này đã uống thuốc độc tự tử. Vụ án sau đó đình chỉ điều tra vì nhiều yếu tố khách quan. Thế rồi thật vô tình, sau đó chục năm, cha anh về hưu và cả gia đình anh chuyển từ Cửu Đài về Tùng Nguyên. Cha anh có mua lại một ngôi nhà cũ to và rộng, kèm thêm một mảnh đất phía sau. Mảnh đất này cũng của người quen với gia đình đã bán nhà cho cha anh. Tới sau này khi những chuyện đau lòng xảy ra, anh và em trai anh trước khi mất đã vô tình biết được cái mảnh đất đó chính là nơi mà người bị oan năm xưa từng ở, và họ đã treo cổ tự vẫn ở nơi đó. Khi mới về ở ngôi nhà thì có vẻ như không có gì xảy ra, chỉ tới khi cha anh Tô mua thêm mảnh đất sát cạnh ngôi nhà mình, có hồ, có vườn, thì một loạt chuyện lạ đã xảy ra. Nhà anh thì có 4 anh em trai, nhưng cháu thì lại hiếm con trai. Anh trên của anh có duy nhất một cậu con trai. Anh Tô lúc đó thì chưa lấy vợ, em trai anh Tô thì chỉ có con gái. 4 anh em thì 2 người lấy vợ, 2 người chưa lấy. Vì có mỗi cháu trai nên cậu bé đó được nuông chiều. Khi mới về ở, nó mới được có 2 tuổi. 5 năm sau mọi thứ ổn dần thì bỗng dưng nó bị mắc chứng bệnh lạ, dạng như tự kỷ thì phải. Thằng bé này bỗng đổi tính nết, nó trở nên cục cằn và hung hãn, không muốn gần gũi giao tiếp với người thân trong nhà. Lạ một điều là nó thường nhìn tất cả mọi người với ánh mắt thù hận. Nó chơi cờ rất giỏi và thường chơi cờ với cha của anh. Nhưng khi thua, nó sẵn sàng chửi tục và vác cây đập lại ông nó. Nó thường lẻn đi đâu đó một mình hoặc leo lên cây lê rất to ở vườn để nằm ngủ. Có lần mẹ anh còn thấy nó bắt những con chim con trên tổ ở cây để ăn sống. Tới khi em trai anh sinh thêm một người con nữa là con trai, thằng bé lớn này càng ngày càng có những biểu hiện quái gở. Nó có thể leo lên bàn thờ bất cứ lúc nào và hất bay hết những bát nhang xuống đất, châm lửa đốt trong nhà. Rồi khi đứa cháu thứ hai trong nhà anh tập đi thì bỗng dưng mất tích. Gia đình anh cất công tìm kiếm, công an cũng lùng sục rất gắt, nhưng gần như bặt vô âm tín, chẳng có dấu vết gì cả. Gia đình đau khổ tìm mọi cách, gần một năm trời không có kết quả. Tưởng yên thì tai họa ập tới. Khi đó họ Tô đang làm việc ở Bạch Thành. Một đêm nhận được điện thông báo có chuyện ở nhà, anh vội vàng về ngay. Thảm kịch đau lòng đã xảy ra. Thằng bé con trai anh đã đóng cửa và đốt nhà. Cha mẹ anh và một người anh trai cả cùng với một người giúp việc đã chết cháy trong ngôi nhà. Thằng bé này dường như đã cố tình khuân chất nhiều đồ đạc dễ cháy để đốt, để cả căn nhà gần như cháy rụi, chỉ còn lại căn phía sau và một căn nữa ngoài vườn để đồ lặt vặt.
Khi công an bắt nó và hỏi cung, nó chỉ ngúc ngắc đầu, mắt gườm gườm, không thèm nói gì, thỉnh thoảng cười khà khà. Tới nửa đêm, đột nhiên nó nói với người công an trực canh: "Tao giết chúng nó đấy, vì chúng nó mà tao phải treo cổ chết, bố tao phải uống thuốc chết." Rất ngỡ ngàng nhưng người công an này vẫn bình tĩnh, gọi thêm người tới và cả anh Tô. Khi tới nơi, anh Tô rất hoang mang không nhận ra thằng cháu mình, vì dáng nó khom hẳn xuống, gương mặt man dại ma quái cùng giọng nói xa lạ. Nó nói nó đã giết thằng em trai họ và luộc lên ăn hết rồi ở căn nhà trong vườn. Mọi người phá căn nhà đó ra, tìm kiếm như lời nó khai. Đúng là có còn những mẩu xương, qua giám định thì là xương người và chính là xương của đứa cháu trai thứ hai nhà anh. Thằng bé cháu lớn này tự nhận nó là người ngày xưa đã treo cổ chết ở cái cây lê trên chính mảnh đất phía sau mà cha anh đã mua. Và nó nói nó đã mượn xác cháu anh để trả thù. Còn người cháu này nó đã giết từ khi lên 4 tuổi rồi. Thật hãi hùng, nhưng những gì nó nói có vẻ đúng như vậy. Anh Tô và người em út vội nhờ người lật lại hồ sơ vụ án cũ đã từ lâu trong kho lưu trữ. Thật kinh ngạc là đúng như tên tuổi thằng cháu lớn nhà anh nói ra. Nó tự xưng tên và lý do sao nó chết, và nó nói nó bị oan ra sao. Sau khi tìm hiểu mọi chuyện, người em anh Tô được sự mách nước của ai đó có đi nhờ một ông thầy Pháp về để làm việc. Nhưng ông thầy Pháp này chưa kịp tới thì em trai anh Tô bị tai nạn xe và chết trên đường về nhà. Tới đêm hôm sau, thằng cháu anh đang bị giam cũng chết. Nó nằm cuộn người co quắp, chỉ thấy da bọc xương lủng bủng và mặt mũi tay chân bong ra từng lớp da rất lạ. Và mới chết nhưng người nó bốc ra những cái mùi thối kinh khủng. Ông thầy Pháp kia đã đến chậm một bước. Theo như ông thầy nói lại thì đó là hồn ma của người chết treo vì oan đã nhập vào thằng bé cháu anh và báo thù cha anh ngày xưa đã thụ lý vụ án của họ. Tôi không rõ có chuyện nhập được như vậy nữa hay không, nhưng tôi tin câu chuyện anh Tô kể vì chẳng có ai lấy chính những người trong gia đình mình ra mà kể bậy bạ như vậy. Tôi chỉ thấy thật sự lạ lùng và hoang mang sau khi nghe xong cái câu chuyện đấy. Vụ án này sau đó đã chìm vào trong im lặng, một phần vì tình tiết nó quá nhạy cảm và khó hiểu, phần vì theo yêu cầu của anh Tô là không muốn điều tra nữa. Anh Tô sau đó đã chuyển ngành làm công tác khác. Anh cũng chuyển đi nơi khác sống, cách nhà cũ vài trăm cây số. Anh muốn chôn vùi mọi thứ và quên đi câu chuyện từ chính ngôi nhà của mình với những người thân yêu của mình. Khi kể cho tôi nghe, rất nhiều lần anh đã phải dừng lại và ôm mặt khóc rất lâu. Một chuyện khác thì là của một người em đồng đội của chú người kể chuyện. Người này có nick là lính bắn tỉa. Chuyện ma quỷ tôi gặp nhiều như rác ở những nơi anh em tôi đi qua hay ở lại. Do tôi là dân tộc Tày và ông tôi, bố tôi đều làm then nên tôi biết là có ma. Và tôi cũng không sợ nó vì tôi không làm gì nó. Nó thỉnh thoảng tức hay buồn thì tôi mới trêu nó thôi, còn bình thường thì tôn trọng nhau như bạn bè. Đầu mùa khô năm 1995, tôi đến đây. Đấy là khe Tà Răng, dưới núi Kanda, Thu Mòn. Tên Campuchia khó đọc khó nhớ nên mọi người thông cảm. Lúc đấy đi công việc thôi, cùng cả đội 9 anh em tôi. Đầu mùa khô nhưng trời vẫn mưa lắm. Ở đây có mấy cái phum người Campuchia ở, toàn rừng, dân họ nghèo khổ lắm như vùng núi cao của mình. Đi bộ 2 đêm mới tới gần thung lũng gì đó rất đẹp, nhưng tôi không nhớ tên. Vì công việc nên không được tiếp cận với dân mà phải ở trong rừng. Đêm ở đây thì nguy hiểm vì nhiều rắn rết, mìn, rồi lựu đạn của Pol Pot cài. Nơi này gần biên giới Thái Lan do chính quyền yếu kém, chỉ lo đánh bạc nên lính Khmer Đỏ trốn ở rừng và biên giới vẫn mò về cướp phá, giết chóc dân làng suốt. Đỏ súng liên tục, gần như ngày nào cũng có một vụ, nên anh em tôi lúc nào cũng phải cẩn thận. Đường vào phum thì có nhiều đường nhỏ nhánh, nhưng anh em tôi ở rừng bên ngoài. Ở đây có nhiều nhà bỏ không của Khmer Đỏ trước. Cả cánh đồng rộng trước Khmer Đỏ lùa người thành phố ra cải tạo làm nương rẫy ở đấy. Họ giết rất nhiều người, lúc đấy là quăng ở trong khe nước chứ không có chôn. Sau thối quá, với chảy theo nước ra ô nhiễm quá nên chúng cho đào hố chôn tập thể. Những người sống ở đây kể lại chứ tôi cũng không được xem lúc đấy. Chỗ anh em tôi ở ngay gần dãy nhà việc cũ của Khmer mà giờ bỏ hoang. Phía sau mới là chỗ nhốt người lao động. Nhà nhốt người thì làm tạm bợ nên đã bị đốt cháy hết, còn hai dãy nhà kia vẫn còn.
Đêm thỉnh thoảng anh em tôi vẫn xuống đó nằm. Bên trong nhà nhốt người lao động kia, lần nào nằm đấy tôi cũng nghe thấy họ kêu khóc và gọi. Tiếng họ thì tôi không biết, nên cũng không biết là họ đang nói cái gì. Rồi có cả tiếng trẻ con khóc rất nhiều. Do đêm đầu không biết, tôi chui vào ngay nhà như bệnh viện cũ của họ. Vừa vào nhà đã thấy trẻ con chạy tỏa ra ngoài, có hai đứa nhảy lên xà nhà. Tôi thì không sợ mấy đứa kia, mà chỉ sợ hai đứa trên xà nhà, vì chúng nó đều có răng nanh, sắp thành quỷ. Những cái quỷ trẻ con này sợ lắm, vì nó không sợ thầy đâu, chỉ có cách bắn nó bằng súng nó mới sợ, chứ thầy yếu còn phải nghe và chiều theo nó, không là nó sẽ giết. Đáng như bình thường thì tôi ra ngoài ngay đi chỗ khác chứ không ở đấy. Nhưng mà do chỉ đạo rồi, chia ra ba mũi, tôi là mũi chủ công nên phải ở đó không chuyển được. Ba thằng nằm thay nhau ngủ mà không ngủ được, vì cứ có những tiếng động như gió giật. Trời lại mưa cuối mùa, không mưa to nhưng mà mưa dài, như kiểu mưa phùn ở Việt Nam, ướt lạnh và bẩn. Tôi nói hai thằng kia ngủ đi, tầm 2 giờ là phải dậy, vì tầm đó là không được ngủ. Bên dưới hai thằng bé kia nó rất dễ bắt hồn mình đi. Anh em sống chết có nhau nên nghe tôi lắm. Chúng nó sợ không dám ngủ, vì bao lâu rồi chỗ này bỏ hoang, nhưng vẫn còn mùi cồn với tiếng lách cách leng keng. Cả 9 anh em đều nghe thấy mà không biết từ đâu. Hôm sau ban ngày tụ lại với nhau kể lại mới biết. Còn tôi thì nhìn thấy rất nhiều bóng đi ra đi vào suốt, toàn đàn bà con gái trẻ con, gầy trơ xương mặt phù to. Tôi có biết để nhìn họ, xin mọi người đừng hỏi là cách gì để nhìn được, vì đây là chuyện tế nhị của gia đình tôi. Nếu là người mình thì tôi có cách gọi họ nói chuyện ngay, nhưng người này thì tôi không biết tiếng của họ, nên không nói được với họ là họ cần gì. Vì họ cứ bu vào cửa chỗ bọn tôi đông lắm, rồi kêu gào đứt cả tai. Có lúc tức quá phải đuổi bớt cả đi, nhưng sợ nhất hai thằng bé trên nóc xà nhà, nó cứ nhìn tôi cười rồi nhe răng dọa. Bình thường cho vài viên rồi, nhưng lúc đấy là không được bắn, ho còn không được ho, nên nó không sợ đâu. Tới tầm 3 giờ vừa ngủ chợp mắt thì tôi giật mình, vì thấy hai thằng kia nó vỗ gọi dậy. Nhìn ra trước sân, lúc đấy trăng mờ xuông nên thấy có người đang múa. Nhìn lên xà nhà không thấy hai thằng ôn con kia đâu, tôi biết ngay là bị nó phá. Nghe anh em báo nguy, tôi vội vàng chạy lên thì thấy thằng em trẻ nhất đang cầm hai tay hai dao múa ở sân, kiểu như múa của người Khmer hoặc là múa trong phim trong lễ hội của họ. Khác cái là lúc này hai tay nó cầm hai con dao găm. Anh em tôi ai cũng ngơ ngác không biết phải làm sao. Anh Hưng, người kể chuyện, vội hỏi tôi: Tuấn ơi, mày xem thằng Luân nó làm sao mẹ rồi, vừa mò ra đái cái quay vào là bị. Trăng thì sáng thế này, nó phang cho quả thì chết cả lũ bây giờ. Tôi mới nói: Để em xem. Rồi ra túm nó định bấm, nhưng nó khỏe lắm, tay lại múa dao liên tục. Thằng em này bình thường nó đã giỏi dao găm cận chiến, giờ còn bị nhập, nhào vào là nó xỉa chết ngay. Vừa nhảy ra tránh thì anh Tân và anh Hưng lao ra. Anh Hưng rút súng chĩa vào mặt nó quát ngồi xuống: Ngồi, tao bắn chết mẹ mày bây giờ. Nó vẫn ngồi xuống nhưng ngửa cổ ra sau cười hí hí, nói gì đấy như kiểu thách đố. Rồi nó không đứng nữa mà nó đứng tấn, rồi nhảy ra rất xa. May là nó đứng tấn, chứ đứng thẳng thì có khi nó chết rồi. Bởi vì đúng lúc đấy có một luồng đạn đỏ khè vút qua đầu nó, nghe bập bập vào bức tường ngay trước mặt tôi. Anh Tân hét: Nằm xuống, tản ra. Tôi lao ngay ra hướng đạn bay. Có ba thằng đang bò ở chỗ đó, bắn chết hai thằng, còn một thằng nhảy xuống ngay chân tường chạy mất. Thì nghe thấy có tiếng K54 nổ bên trong. May chúng nó có ba thằng. Tôi thấy im nên quay vào thấy anh Hưng đang lôi thằng Luân vào nhà. Hóa ra lợi dụng có tiếng súng, anh Tân với anh Hưng bắn hai phát sượt đầu thằng Luân. Thế là nó tỉnh. Do hai thằng ôn kia sợ nên thoát ra chạy vút luôn lên mấy cây thốt nốt, không biết cây nào, vì tất cả năm cây cùng rung như có mưa đá rơi vậy. Vào tới nơi tôi bấm cho thằng Luân một hồi nó mới tỉnh. Soi đèn thấy mắt nó vẫn đỏ nên anh Hưng nói từ từ đã, nằm im quay lấy thằng Luân. Rồi anh Hưng rút dao cắt áo nó xong. Được một lúc thì trời sáng. Bọn tôi rút ra cánh đồng lên quả đồi rậm. Tôi đi sau cùng, sợ hai thằng ôn kia bám theo. Nhưng may chắc là do sợ nên không thấy nó nữa. Còn những người kia thì họ chỉ ôm đầu chúi vào nhau và rúc hết vào những bụi cây, kêu gì tôi không rõ, cứ sa tê liên tục. 4 ngày sau có lệnh chuyển. 2 giờ chiều anh Hưng ra lệnh quay lại đó. Trước khi đi bảo tôi tìm hai thằng ôn kia để trả thù. Anh em tôi sộc thẳng vào phòng đó, nhưng nó không còn ở đấy, chỉ còn một hai bóng trẻ con. Anh Hưng bắn hai phát lên tường. Mấy anh em ra dãy cây thốt nốt lùa
nhưng không có dấu hiệu gì. Tôi nghĩ là nó chạy vào rừng trước mặt, nhưng ở đó có nhiều trâu bò, nó chưa chắc đã dám, vì trâu bò đái khai nó sợ. Tôi nghĩ nó vẫn ở đâu đó trong mấy gian nhà đổ kia thôi. Đi tìm hết không thấy, rồi thằng Luân bị nhập hôm đó tự nhiên chỉ ra sau dãy nhà. Bọn tôi ra theo, anh Hưng phát hiện ra có cái cửa như kiểu cửa hầm, giống như kiểu bể chứa nước. Gọi tôi đến tôi soi thì phát hiện ra một thằng trong đó, còn một thằng kia không biết đi đâu. Tôi thả cây tụt xuống hầm đó xây bằng đá và có nước bên trong. Thằng Ôn ấy nấp ở trong góc run cầm cập, chắp tay vái lại, nhưng mắt nó vẫn láo liếc liên tục. Tôi lên nói với anh Tân, anh Hưng là có một thằng, còn một thằng nữa không biết đâu rồi. Anh Tân điên tiết định cho phát lựu đạn xuống thì anh Hưng mới nói thôi kệ mẹ nó đi, rồi mấy anh em rút. Khi đi chừng 100 mét, tôi ngoái lại thấy nó lên khỏi hầm, đứng nhìn theo ngay dưới bụi cây. Không biết thằng ở dưới hầm hay thằng còn lại. Tôi lên đạn, lấy đường ngắm định cho vài phát thì thoát cái không thấy nữa. Các anh kéo tôi thôi, đi kệ đi, kệ nó. Tôi cũng không muốn làm vậy, mà vì chúng nó suýt giết anh em mình nên tôi tức. Một chuyện khác thì là của người bạn của tôi. Thật sự cũng khá bất ngờ khi gặp lại bạn cũ. Người bạn này từng có thời gian lái xe cho cậu em của tôi. Giờ bạn không còn ở Việt Nam. Vô tình vào Facebook chuyện tâm linh, đọc và nhận ra tôi. Bạn có viết một bài về cái lần gặp gỡ của chúng tôi, và có liên quan tới cả câu chuyện của người anh em của tôi nữa. Rồi có nhờ tôi chỉnh sửa lại. Và đây là câu chuyện. Đây là chuyện ngôi nhà của anh tôi. Tầm năm 1990, tôi đang làm tài xế cho anh tôi. Anh tôi làm ở trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ cho các đơn vị nghiệp vụ trong lực lượng vũ trang. Nhà anh tôi ở quận 7, đường 47. Lúc đó thì quận 7 còn nhiều nơi hoang vu, cây cối tùm. Anh tôi có một căn nhà ở gần cuối đường, rất rộng, có cả ao và sân. Anh bán sau đó mấy năm và người mua là đàn em của chú Nam Cam đã xây thành khu biệt thự lớn có sân vườn và cả những phòng hát karaoke với phòng ăn. Họ kinh doanh nhà hát, quán hát và cả cờ bạc. Căn nhà cũ của anh tôi lúc trước trên mảnh đất đó thì có nhiều chuyện lạ xảy ra lắm. Tôi nghe chị vợ anh kể cũng có, em gái anh và anh trai của anh cũng có kể lại vài chuyện. Trước mảnh đất anh ở là do cha anh chia cho, và nhà cha anh cũng ở ngay kế, chỉ cách một cái ao nước nuôi cá. Có vài lần từ nhà cha anh đi sang nhà anh, cô em gái anh khi đó còn chưa lấy chồng, có thấy một người dáng như đàn bà đứng nổi ở giữa ao như là đứng trên một cái gò đất. Nhưng kỳ thật là chẳng có cái gò nào ở cái ao nước đấy cả. Lúc đó cô em gái này thì chưa biết là ai, nên có dừng lại dòm coi sao thì vút một cái, người kia như trôi ngang trên mặt nước vào sát cái dạng bình bát rồi mất tiêu luôn, không thấy đâu nữa. Cô em anh chạy vội về la quá trời cho cha và anh hai qua. Mọi người bật đèn xem nhưng không thấy có gì cả. Lần thứ hai thì anh hai của anh một hôm đi về muộn, từ ngoài lộ rẽ vào đường 47 thì thấy có hai ba bóng người đi phía trước như là đang khoác tay nhau đi. Thế rồi tới cổng vào nhà anh họ cũng rẽ vào. Anh hai thấy lạ, tưởng ăn trộm vì khi đó khuya muộn rồi. Từ cổng vào nhà anh thì có cái đèn đường, và cha anh cũng kéo thêm bóng đèn cho sáng tỏ. Thấy mấy người kia cứ đi trước, lại mang ba lô và nón tai mèo lụp sụp. Anh hai cứ tưởng là bạn của anh ghé vào chơi thăm. Khi thấy mấy người đấy đi rẽ qua tay trái, anh hai chạy theo gọi với, qua bên này nè. Vì bên tay mặt mới là nhà của anh xếp tôi. Thì mấy người kia quay lại cười lắc đầu, không rõ mặt, chỉ thấy hàm răng trắng. Thế rồi từng người một tan ra như khói mất tiêu. Anh hai sợ quá té tại chỗ và la gọi cha và người em trai út ra. Cũng bật đèn soi khắp nhưng không có gì. Cha anh chỉ nói, bây nhìn lầm rồi con, làm chi có ai đâu. Rồi một hôm tới má anh, mấy bữa bà bệnh, tôi hồi khỏe lại thì cha anh với em út bắt cá ở dưới ao lên giết thịt. Mới chập chập thôi, bà đang làm cá thì thấy lẹt xẹt phía sau. Ngó lại, bà thấy có hai ba thanh niên ngồi ngay phía sau. Có người nói, má ơi, nay má làm cá cho tụi con ăn với, tụi con đói quá. Ngay lúc đó mà anh không hiểu sao, không nghĩ gì mà chỉ nói, ờ, thế bây chờ tí má làm cá rồi bây vô nhậu với ông với cả mấy đứa nha. Tới hồi lúc sau bà như giật mình, quay sau ngó quanh thì không có ai cả. Phía sau đó thì là chỗ nhốt ngan vịt chứ làm gì có gì. Bà thấy lạnh rùng mình nên vội bỏ bếp chạy lên gọi ông. Ông ơi, khi nãy tôi làm cá
Có mấy thằng nhỏ nó kêu đói, nó xin ăn. Ông xách cây đèn chạy ngay xuống coi thì không thấy gì. Ông chỉ nói bà nhìn lầm, nghe lộn thôi chứ có ai. Thế rồi tới lượt ông cũng bị. Đêm đó giữa rằm, ông ra hái hoa lan vô thắp nhang. Khi đang hái thì ông thấy có ai đó bê cái rổ cho ông bỏ bông vào. Ban đầu thì ông nghĩ là cậu út hay là cô con thôi. Tới hồi định quay vô nhà thì ông thấy cái rổ hoa bỏ đó, trăng thì sáng, còn có cả đèn. Chỗ sân thì thoáng rộng và thưa, có ai đứng đó thì phải thấy rõ đường chứ. Tới khi vô nhà thắp nhang xong, ra cây hương thiên địa thì ông thấy tận mắt ba bốn anh bộ đội quần áo ướt nhem, dính cả sình bùn, đang ngồi co ro dưới cây nhang nhìn ông. Còn có cả ba lô bên mình, có người chân không có, người mang dép dâu, mấy người đều chìa tay qua phía ông. Ông bất ngờ quá làm rớt cả cái đĩa hoa đang bưng trên tay và bước thụt lùi. Mấy người kia đứng lên hết mà cùng quay lưng đi một hơi ra phía dạng bình bát. Ông vội chạy qua bên nhà anh tôi gọi anh và hỏi: "Bây có dẫn bạn về nhà hay không?" Anh tôi khi đó mới về tắm xong, còn chưa ăn cơm, vội nói: "Có đâu ba, con về có mỗi mình con, sao thế ba?" Ông thì không nói gì, chỉ xua tay rồi về bên lại. Thế rồi tới nhà anh gặp. Anh chị có hai cháu, một cháu mới học lớp 2, một cháu đi mẫu giáo. Cháu trai đi mẫu giáo thường nói với chị: "Có chú nào đấy hay chơi cùng con vào buổi tối, chú trốn mà con không tìm được, rồi chú còn vẽ cùng con." Chị mới đầu chỉ nghĩ là chú út hoặc là bạn chú út. Cho tới một hôm buổi tối, chị chạy qua bên ông bà nấu ăn xong về đưa con qua ăn. Hai đứa bé ngồi trong nhà xem tivi, học bài, chờ qua ông bà ăn cơm. Vừa vào nhà chị thấy có người đi vào trong nhà, ra thấy mặc cái bộ đồ bà ba đen tay cụt, nghĩ là bạn của anh về. Chị tính vào gọi anh mời cả bạn qua ăn thì thấy anh chưa về, lại thấy cậu con khóc, nói là chú vừa chơi với con xong chú đâu mất rồi. Lúc đó chỉ có mỗi hai đứa nhỏ trong nhà, anh chưa về nên không có ai nữa cả. Chị lo quá vì nhiều lần thấy con nói vậy, nên bữa đó chị chờ anh về nói với anh. Qua mấy bữa sau, anh nói tôi chở cho anh hai con chó nghiệp vụ về. Loại chó không đủ chuẩn phục vụ, tuy không đủ chuẩn nhưng so với chó thường thì nó vẫn hơn đứt. Một con tên Lu giống mèo dê và một con tên Húc giống chó chăn cừu. Tôi cho anh em làm cái chuồng sắt phía hông nhà anh cho chúng ở đó. Con Lu thì hay sủa mỗi khi đêm, mà nó chỉ sủa vu vơ thôi, nhưng tiếng nó rất to. Còn con Húc ít sủa hơn, và nó sủa là có người. Một đêm tôi ngủ lại nhà anh vì hôm sau đi công chuyện sớm cùng anh thì có chuyện. Tôi nằm ngoài phòng khách coi tivi, lúc đó mới chỉ chừng 10 giờ mấy tối. Thỉnh thoảng tôi có cảm giác có ai đấy đi tới đi lui ngay phía lầu trên phòng khách, chỗ đám con nít hay học bài. Phòng anh chị và các cháu thì ở dưới trệt, trên đó thì có phòng cháu lớn, nhưng nó không ngủ đó mà ngủ cùng với ba mẹ với em. Ban đầu thì nghĩ con nhỏ đó nó chưa ngủ mà đang học bài. Tới chừng chừng cứ nghe thấy có tiếng ly chén gì đấy kêu lách cách, tôi mới hé mắt dòm. Thấy có hai bóng người cao lớn chứ không phải là mấy đứa nhỏ. Cả hai cứ đi qua đi lại và người đung đưa như con lắc đồng hồ. Khi đó còn chưa biết là gì, tôi nghĩ là trộm, bấm điện thoại nhắn tin cho anh ra hỗ trợ. Anh ra ngay và đóng chặt cửa phòng vợ con lại để đề phòng. Tôi bật điện sáng, chăn phía dưới. Anh mở cửa ra sân mở chuồng chó. Hai con chó cùng chạy vào nhà mà không chạy đi đâu. Con Lù thì rất nhanh chạy thẳng lên lầu vì thang lên ngay phòng khách. Con Húc thì không lên mà ngồi bệt xuống vẫy đuôi, sủa từng hồi hướng lên trên lầu 1. Anh cùng Lu chạy lên trên. Con Lu là chó nghiệp vụ nặng 39 cân và mạnh lắm. Sau khi kiểm tra mấy phòng thì không có ai. Con Lu liên tục đánh hơi, lồng lên sục sạo khắp trốn. Rồi nó sủa lên, phóng từ trên lầu xuống lao thẳng ra vườn. Con Húc thì vẫn ngồi đó vẫy đuôi và sủa chứ không lên trên. Con Húc thì bé nhưng cái độ chiến và khôn thì hơn cả con Lu. Chẳng hiểu sao nó chỉ ngồi đó mà không chạy lên. Tôi chạy ra ngoài sân bật bóng đèn lên và gọi con Lu, chỉ nghe thấy tiếng nó sủa ở tít xa. Gọi hồi không thấy nó quay lại. Tôi quay vào nhà, chợt cảm giác rùng mình. Khi tôi nhìn lên trên mái hiên nhà anh, tôi thấy rõ có một người đứng ở đó, hai tay như chắp lại trước ngực. Nghĩ là trộm, tôi gọi anh ra. Anh đứng nhìn, rồi vội gọi con Húc và lấy cái cây đèn soi lên. Cái bóng đó biến mất rất nhanh ngay trước mặt tôi và anh. Khi đó tôi như biết cái gì đó rồi. Tôi sợ quá vội chạy vào nhà ôm con Húc. Thật lạ là nó không có phản ứng dữ dội gì như khi phát hiện ra mục tiêu lúc ở trại huấn luyện. Nó chỉ há miệng, thè lưỡi, vẫy đuôi như mừng thôi và cũng không có sủa nhiều. Sau đó hai bữa thì một hôm, anh bảo tôi đưa về nhà sớm rồi quay đầu Lâm Văn Bền đón một xe vào.
Có ba anh xuống xe là bạn của anh. Một anh thì bận quân phục, mang lon thiểu tá lái xe. Hai anh kia thì bận đồ dân sự, cao to. Anh cao ốm hơn và vui tính. Sau này tôi mới biết đấy là anh người kể chuyện. Mặt dữ dằn, nói giọng Hà Nội, nhưng rất vui và hay giỡn vui. Mấy anh nói chuyện với anh tôi khá lâu rồi đi ra ngoài. Cả ba anh cùng với anh tôi đi quanh nhà, qua cả phía nhà ông bà, nhà chú Tư phía sau. Anh Hưng người kể chuyện vào nói chuyện và hỏi thăm ông bà. Còn anh bự con cao lớn dữ dằn, đầu hói, cầm một con dao găm có vỏ màu hơi đỏ, loại dao mà lính đặc nhiệm hay xài. Tay anh cầm lấy một sợi dây màu đen, phía đầu cọng dây có cột một cái cục gì đấy màu thép như con lắc. Anh thiếu tá đi sau cầm một bó nhang lớn, anh cắm thành một đường từ phía dạng bình bát tới gốc cây lan. Anh hói đầu kia thì đứng chỉ cho anh thiếu tá làm, rồi anh hói đầu ngồi xếp bằng, nhắm mắt, im lặng ngay dưới nắng rất lâu. Anh Hưng và anh thiếu tá kia chỉ im lặng hút thuốc chờ. Sau chừng hơn nửa giờ đồng hồ, anh hói đầu gọi anh kể chuyện lại, nói gì đó. Anh kể chuyện vừa cầm cây dao kia, vừa xới từng dao đất cho vào bốn chiếc chén ăn cơm. Anh lấy thuốc lá đốt và cắm vào cây, gài vô miệng bát. Sau đó anh quỳ xuống khấn vái gì đó khá lâu, rồi lấy đĩa xin âm dương. Trong khi anh Hưng làm và sai anh thiếu tá bê từng cái chén đất về phía cây hương, thì anh hói đầu vẫn ngồi im khoanh chân, nhắm mắt. Tay anh cầm một cái cây quạt giấy, cứ sổ ra lại thu lại rất đều. Thỉnh thoảng anh đưa ba ngón tay lên ngang trán, mắt vẫn nhắm. Cuối cùng các anh đứng lên nói đã xong. Anh Hưng sai hai anh kia lấy bốn chén rượu và bốn chén chè đậu xanh mà chị đã chuẩn bị xếp dưới cây nhang, đốt thuốc và cắm liên tục trên nền đất. Đồ lễ cũng không có gì cầu kỳ hà dầm, chỉ có bốn bộ đồ mã, mũ dép, ít vàng mã, trái cây và bốn chén cơm, nước, đồ chay, bốn bó hoa. Cùng lễ xong thì anh thiếu tá dọn dẹp hết mọi thứ, từ đầu tới cuối chỉ ba anh làm chứ không cho ai đụng vào. Sau thì các anh nói, ông bà mở kinh đọc. Thế rồi mọi chuyện êm xuôi. Sau gặng hỏi anh tôi mới nói rằng đó là bốn anh lính đặc công hy sinh ở đó từ trận Mậu Thân. Cốt thì không còn, chỉ còn hồn vương vấn nơi đó. Họ không có trêu dọa gì gia chủ, chỉ nhìn thấy và thèm hơi ấm gia đình mà thôi. Sau thì anh chị tôi bán nơi đó, chuyển qua bên Thảo Điền. Cô Út lấy chồng rồi ra nước ngoài định cư. Chú Tư thì ở cùng với ông bà. Mọi người đều khỏe mạnh. Đất được giá thì anh chị bán, chuyển đi nơi khác cho thuận tiện công chuyện làm ăn. Các anh bảo anh tôi xây cái am ở đó, sau này chủ mới họ lại dỡ bỏ để xây phòng hát và sân khấu nhạc. Nhưng sau thì lụn bại vì vướng vòng lao lý, vì chứa bạc hay gì đó trong vụ án năm căn mà tôi không rành lắm, chỉ nghe nói vậy mà thôi. Câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc tập nhân chứng sống ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ MC. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của series Nhân chứng sống.